cần ga lên vị trí số 1, mở e gió và giật dây giật cho máy nổ. Khi tắt máy thì các bạn cần gạt cần ga lên vị trí số 0 thì máy sẽ tắt. Bây giờ thì tôi sẽ đổ nước vào bình và cho các bạn xem máy phun nước ra như thế nào. Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi gửi đến quý bà con dòng máy phun phòng dịch Roman ZM26. Chúng ta cùng xem máy hoạt động như thế nào. Máy phun thuốc phòng dịch Roman ZM26 là dòng máy phun thuốc mạnh mẽ của hãng Roman trong diện tích lớn. Máy rất ưu việt cho công việc phun thuốc phòng chống dịch bệnh hoặc để phun thuốc tiêu diệt côn trùng, phù hợp với nhiều loại thuốc. Máy có thể chuyển đổi từ có chế phun thuốc chất lỏng sang phun bụi trong thời gian ngắn và có thể phun xa cực kỳ hiệu quả. Đặc điểm nổi bật máy phun thuốc phòng dịch Roman ZM26: linh hoạt và cơ động. Máy phun thuốc phòng dịch Roman ZM26 thuận tiện điều khiển trong những điều kiện khó khăn. Dễ sử dụng, được ứng dụng rộng rãi, có thể phun hóa chất dạng dung dịch, với bộ tạo bụi và phân tán có thể phun hóa chất dạng bột và dạng hạt. Gọn, di chuyển dễ dàng, thậm chí có thể dùng trong những nơi không gian hạn chế. Máy có thể để gọn trong thùng xe hơi. Bộ hỗ trợ định hướng hạt phun. Máy phun thuốc phòng dịch Roman ZM26 giúp tăng chuyển động của hóa chất lỏng trong bình, tránh tạo cặn, do đó giảm chấn động khi phun, giúp định hướng phun tốt hơn, hoạt động trong một diện tích lớn nhanh và hiệu quả. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.